Người trở lại với kênh của Mỹ Nghệ Tâm Phúc thì tính sẽ giới thiệu đến mọi người một cái loại bình giữ nhiệt mà chúng ta sử dụng. Nó bình thường chúng ta đi lên cơ quan, lên công ty thì chúng ta không thể thiếu cái bình đựng nước, đúng không mọi người? Đây, cái bình đựng nước này với dung tích 500 ml, mọi người có thể sử dụng đựng trà, cà phê, hạt nước lọc, nước ấm, nước sôi đi làm, đi lên cơ quan, đến công ty nha mọi người. Và những cái anh chị mà làm bên yoga hoặc là game thì sẽ cần lượng nước để mà chúng tôi bù đắp cho cơ thể. Và đem nước trong cái bình này là một cái phương án, một cái lựa chọn rất là thích hợp để anh chị đem nước đi làm, đi đến cơ quan, đi đến phòng gym, phòng yoga nha mọi người. Với cái thiết kế bình rất là thon gọn nè mọi người, và vỏ tre nhé, ở trong là thiết kế 304, trong là thiết kế inox 304, có một cái túi lọc trà cà phê, mọi người có thể chọn lọc trà cà phê để mang đi làm nha. Chúng ta có thể bỏ lọ cà phê sữa, cà phê đá thì đi làm. Nên chúng ta sử dụng nó, chúng ta bỏ trà ngoài đầy đủ nước sôi vô là nó sẽ ra bình trà nha mọi người nha. Ngoài ra khi đặt hàng tại shop thì mọi người sẽ được khắc tên, khắc hình miễn phí lên trên bình nha mọi người. Đó, khắc hình thì chúng thấy là bình thường khách hàng có tính hay khắc hình lên trên nắp và khắc tên lên thân. Thì các anh chị muốn khắc những cái thông điệp, những cái gì thì mọi người cứ liên hệ để shop khắc cho mọi người miễn phí nha. Không hề tính phí nha mọi người, bên shop có máy móc đầy đủ luôn. Thì sẽ khắc miễn phí cho mọi người để mọi người tặng những cái dòng thông điệp, tặng quà sinh nhật, quà họp mặt, hoặc là những cái anh chị ở nước ngoài về thăm công ty mình đó, thì mình sẽ tặng những cái món quà thiết yếu như thế này lên trên cho mọi người nha. Thì tôi nghĩ là rất là ok mà ý nghĩa nữa ha. Nếu như cần biết thông tin gì tại Mỹ Nghệ Tâm Phúc thì mọi người hãy liên hệ với Tính trong cái số 0932 679996. Tính sẽ tư vấn cho mọi người Zalo 24/24 nha. Và những cái đồng thời những cái dòng sản phẩm quà tặng khác nữa thì tại shop rất là bao la. Mọi người nhớ nhấn chuông theo dõi kênh để tìm những cái sản phẩm phù hợp cho mình, cho công ty mình, cho bạn bè mình, hoặc là cho bố mẹ người thân của mình nha. Bye bye.